Xin chào quý vị khán giả, chào mừng quý vị đến kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một mẫu công trình nhà phố mang phong cách tân cổ điển để chúng tôi thiết kế cho gia đình của nhà anh Hoài có địa chỉ tại thành phố Vinh, Nghệ An. Và trước khi mà đi vào chi tiết về công trình này, xin mời quý vị hãy cùng tìm hiểu đôi nét về Mark Home. Quý vị thân mến, Mark Home là một trong những đơn vị thiết kế và thi công trọn gói hàng đầu tại Việt Nam hiện nay. Hiện tại thì quý vị đang theo dõi kênh YouTube của Mark Home và trên kênh này của chúng tôi sẽ đăng tải rất là nhiều những cái công trình mà chúng tôi đã thiết kế cũng như là những mẫu công trình này thiết kế và thi công trọn gói để quý vị có thể tham khảo. Và ngoài ra thì quý vị nếu muốn tìm hiểu thêm về Mark Home thì quý vị có thể truy cập vào trang web với tên miền là thiết kế thi công trọn gói.com. Ở trên trang này của chúng tôi thì sẽ đăng tải rất là nhiều những cái chương trình ưu đãi hấp dẫn được cập nhật thường xuyên. Và trên trang website của chúng tôi thì còn có up lên tất cả những mẫu nhà đẹp do Mark Home thiết kế này. Ngoài ra thì đây cũng có thêm rất là nhiều những cái công trình đẹp, những công trình mà chúng tôi đã thi công xong rồi. Đây để quý vị có thể là trực tiếp ngắm nhìn và trải nghiệm. Và đây chúng tôi cũng có đăng tải tất cả những giá thành này rất là công khai và minh bạch được cập nhật thường xuyên để quý vị có thể là dự toán được những cái kinh phí mà mình cần đầu tư cho công trình. Trên trang này của chúng tôi thì còn có một chuyên mục về nội thất nữa. Mark Home của chúng tôi thì cũng thiết kế và thi công trọn gói về nội thất này, có một xưởng sản xuất nội thất riêng để đảm bảo mang tới cho quý vị khách hàng một cái mức giá chiết khấu ưu đãi nhất. Ở dưới này thì sẽ là toàn bộ này những cái hệ thống trụ sở showroom của chúng tôi. Và công ty cổ phần kiến trúc và xây dựng Mark Home thì chúng tôi quý vị có thể là gọi điện này thông qua số hotline là 0964458888 hoặc là 0828133333. Và ở đây tất cả hệ thống chi nhánh này từ miền Bắc thì sẽ là tòa nhà Mark Home 180 Vạn Phúc, Vạn Phúc quận Hà Đông, Hà Nội. Miền Trung thì sẽ là 28 Hà Hoàng, Thạch Trung, thành phố Hà Tĩnh. Ở miền Nam là tòa nhà Mark Home Building 162-164 đường Cộng Hòa, phường 12 quận Tân Bình. Ở Tây Nguyên là số 34 quốc lộ 14, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Tại Bình Dương thì sẽ là 578H/8 tổ 6, ấp Phú Nhuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Còn hiện tại chúng tôi cũng đang triển khai thêm một số những trụ sở Mark Home tại miền Tây nữa. Và ngoài ra thì chúng tôi sẽ còn có thêm một trang web khác với tên miền là markhomegroup.vn. Ở trên trang này là chúng tôi có đăng tải cũng khá là nhiều những cái chương trình của chúng tôi đang diễn ra trong thời gian này. Đây, thiết kế thi công trọn gói này và tư vấn về phong thủy, sản xuất phân phối vật liệu xây dựng. Ở trên trang này của chúng tôi thì đây có phân phối rất là nhiều này những cái vật liệu độc quyền của Mark Home. Và hiện tại thì Mark Home của chúng tôi đang tung ra thị trường rất là nhiều những cái dòng vật liệu độc quyền này, như là sơn Mark Home này, bột bả chống thấm này, rồi là các công nghệ như là sàn gỗ này, sàn hợp không dầm. Hiện tại thì Mark Home của chúng tôi thì đang là một trong những đơn vị duy nhất tự chủ động sản xuất nguyên vật tư vật liệu và nhập các vật tư vật liệu mang thương hiệu Mark Home. Điều này thì chúng ta có thể là hoàn toàn yên tâm về cái nguyên vật tư vật liệu chính hãng. Tiếp theo là giá thành cạnh tranh và thứ ba là chính là thời gian bảo hành bảo trì dài hạn. Hiện tại thì Mark Home của chúng tôi thì đang có chi nhánh rộng khắp cả nước, hệ sinh thái trọn gói ngành xây dựng này, tiêu chuẩn chất lượng ở châu Âu. Và ngoài ra thì Mark Home của chúng tôi còn có triển khai về gói phong thủy, tư vấn thiết kế theo phong thủy này, như là tư vấn về phong thủy chuyên sâu này, phong thủy theo tuổi này, dịch vụ phong thủy hay là thước lỗ ban. Và bên tôi thì có rất là nhiều những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng này, có nhiều năm kinh nghiệm trong cái lĩnh vực mà xây dựng thiết kế nhà ở để đảm bảo cho quý vị khách hàng không những có một công trình đầy đủ về công năng sử dụng mà vẫn phải đảm bảo về mặt phong thủy. Trên trang này của chúng tôi thì cũng có đăng tải cũng khá là nhiều những cái mẫu nhà, mẫu công trình mà chúng tôi đã thiết kế trong thời gian vừa qua với những mức chi phí rất là phù hợp. Đây là thiết kế nhà vườn này, khu vực nhà cấp 4 này, nhà hiện đại, nhà ống đẹp hay là cả thiết kế biệt thự. Và ngoài ra thì ở dưới thì cũng có một số những cái công trình mà chúng tôi đã thi công xong rồi đã cũng có đăng tải này, tất cả này những cái giá thành này minh bạch cho từng cái ngôi nhà một để quý vị có thể tham khảo nhé. Đây là gói thi công nội thất với xưởng sản xuất giá tận gốc. Đây là những cái đánh giá khách hàng về Mark Home thời gian vừa qua. Và nếu như quý vị nào mà đang có ý định chuẩn bị xây dựng nhà thì có thể là vào trong web của Mark Home chúng tôi tờ xuống mục kinh nghiệm làm nhà để tham khảo một số những kinh nghiệm để chuẩn bị cho các công cuộc làm nhà sắp tới. Ngoài hệ thống kênh YouTube này cũng như là các trang website thì chúng tôi sẽ còn có thêm một cái trang fanpage trên Facebook. Ở đây thì sẽ có tên là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Ở trên trang này của chúng tôi thì cũng đăng tải cũng khá là nhiều những cái chương trình ưu đãi khuyến mại. Và nhân dịp 2024 thì chúng tôi đang có rất là nhiều những cái chương trình với quà tặng
trị giá rất là hấp dẫn, sale off khoảng tầm 40% cho 200 khách hàng đầu tiên ký hợp đồng thiết kế. Thời gian thì sẽ là từ ngày 23 tháng 11 2023 đến ngày 23 tháng 2 2024. Khi mà khách hàng mà đăng ký hợp đồng cùng thiết kế của Mark Home thì sẽ có cơ hội nhận được những quà tặng sau, như là tặng một gương LED Mark Home cao cấp này, tặng một bộ lịch Tết này, tặng 10 bộ đèn downlight thương hiệu Mark Home, hay là giảm 40% khi mua thiết bị vệ sinh thương hiệu Mark Home. Và đây quý vị có thể thấy chúng tôi có đăng tải này, cập nhật rất là thường xuyên nhé, hàng ngày hàng giờ luôn luôn có những bài viết mới để cho quý vị có thể tham khảo. Và đó là toàn bộ thông tin về Mark Home. Và nếu như quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế và thi công trọn gói, hãy vui lòng liên hệ tại các số hotline 0964458888 hoặc 0924099999 hay 0828133333. Quý vị thân mến, và quay trở lại với công trình nhà anh Hoài ngày hôm nay. Thường thường thì khi mà chúng ta nghĩ đến nhà phố thì thường là sẽ nghĩ ngay đến những cái ngôi nhà mà mái bằng, phong cách hiện đại đúng không ạ? Nhưng mà ngày hôm nay thì tôi giới thiệu với quý vị một phong cách hoàn toàn ngược lại, đó chính là phong cách tân cổ điển. Bởi vì gia chủ của chúng tôi rất là yêu thích những cái gì nó mềm mại này, rồi nét đẹp nó nhẹ nhàng này, nó pha được một chút về cổ điển nữa nhưng mà vẫn đảm bảo được về cái yếu tố hiện đại ngày nay. Chính vì vậy mà gia chủ đã quyết định là lựa chọn cái phong cách tân cổ điển cho chính ngôi nhà của mình. Và đây là một căn nhà ở kết hợp cùng với kinh doanh, quý vị. Thì ngay khu vực tầng 1 của chúng ta sẽ hoàn toàn là khu vực kinh doanh hết này. Còn tầng 2, tầng 3 của chúng ta thì sẽ là cái khu vực sinh hoạt của cả gia đình. Khi mà nhìn vào cái phần 3D ngoại thất phía bên ngoài công trình thì ta mới thấy được rằng là những cái đường nét tân cổ điển thể hiện rất là rõ ở trên các diện tường và hệ cột, có những đường phào chỉ rất là nhẹ nhàng và tinh tế này, kết hợp cùng với lại những ô cửa này, bốn vòm thế này. Và bên trên khu vực tầng tung của chúng ta thì sẽ là có những con tiện bê tông sơn trắng, nhìn cách điệu rất là đẹp mắt. Màu sắc cũng là một trong những yếu tố mà góp phần tạo nên vẻ đẹp cho công trình. Và như ở căn nhà này thì riêng khu vực mặt tiền phía dưới tầng 1 thì sẽ được sơn giả đá nha quý vị. Cái việc mà chúng ta sơn giả đá thì nhìn ngôi nhà chúng ta sẽ trở nên sang trọng hơn, nhưng mà bên cạnh đó thì vẫn tiết kiệm được rất là nhiều chi phí cho chủ đầu tư. Còn từ khu vực tầng 2, tầng 3 thì sẽ là được sơn trắng hoàn toàn nha quý vị. Cái màu sơn trắng này thì nó sẽ làm nổi bật lên tất cả những cái đường phào chỉ này, hoa văn họa tiết này có trong căn nhà của chúng ta. Ở căn nhà này thì toàn bộ khu vực cửa chính này, cửa phụ, cửa sổ, toàn bộ thì sẽ được sử dụng bằng chất liệu là cửa không nhôm và kính cường lực. Nói về cái loại cửa này thì chúng ta cần phải lưu ý ba yếu tố. Yếu tố đầu tiên đó chính là cái phần khung nhôm bảo vệ ở phía bên ngoài có rất là nhiều chất liệu và độ dày khác nhau, ví dụ như nhôm sinh pha, nhôm Việt Pháp, nhôm PMA, nhôm hệ 45, hệ 55. Cái thứ hai đó chính là phần kính, bao gồm là kính cường lực, kính hai lớp hay là kính phản quang. Và riêng ở căn nhà này của chúng ta thì phần kính sẽ được sử dụng là kính hai lớp. Ở giữa thì sẽ có một cái lớp nan hoa đồng để ngăn cách giữa hai mặt kính, có tác dụng cách âm cách nhiệt vô cùng tốt. Còn góc cửa còn lại thì sẽ được sử dụng bằng chất liệu là kính cường lực thông thường. Đây là góc nhìn từ phía bên trên xuống thì ta thấy được rằng là ngôi nhà này của chúng ta sử dụng với cái phần mái bằng. Thì ta có thể tận dụng ngay cái phần nóc của mái bằng tạo thành một cái khu vực để chúng ta có thể là vui chơi sinh hoạt. Đây là phần sân thượng nha quý vị. Còn bên trên cũng có thêm một cái tầng tung nữa này. Có cái phần giếng trời để lấy toàn bộ cái ánh sáng thông thoáng xuống phía dưới căn nhà của chúng ta. Vì căn nhà này thì được kết cấu mái bằng cho nên là tôi thấy được rằng là khi chúng ta đặt trong cái khu vị đất vị trí thế này rất là phù hợp rồi. Vì đây là một căn nhà phố mà, cho nên là xung quanh thì sẽ sát nhà hàng xóm. Chính vì vậy mà chúng ta không thể có thừa cái khoảng đất hay cái diện tích để cái độ đua của mái giống như là mái Nhật hay mái Thái được. Vì vậy mà cái mái bằng này là một điều rất là hợp lý rồi. Đây là phối cảnh ngôi nhà lúc về đêm này. Thì trên tất cả cái diện tường hệ cột thì có thêm những phần là đèn là chiếu sáng, đèn dọi trang trí, giúp ngôi nhà thêm nổi bật và lung linh hơn. Như góc nhìn từ phía bên trên xuống, nhìn ngôi nhà của chúng ta rất là đẹp nha quý vị. Đẹp này, đồ sộ này, bề thế này. Đó là toàn bộ phần 3D ngoại thất phía bên ngoài. Còn đây thì sẽ là cái phần nội thất phía bên trong nha. Thông qua đây cái phần bóc mái hay phần bóng góc tách mái đó, cho ta thấy toàn bộ cái khu vực bên trong này, cái phần công năng bố trí như thế nào, nội thất sắp đặt ra sao. Và căn nhà này thì dưới khu vực tầng 1 của chúng ta thì sẽ là không gian để kinh doanh. Tôi đoán đây là một, có thể là một nhà hàng chẳng hạn. Có rất là nhiều bộ bàn ghế này. Rồi là cái khu vực bếp này. Đây sẽ là khu vực cái nhà vệ sinh ạ. Còn đây là cầu thang. Bước lên không gian tầng 2 của chúng ta thì từ cầu thang bước lên đây sẽ là không gian phòng khách này. Hai bên thì sẽ có hai phòng ngủ. Mỗi phòng ngủ của chúng ta thì đều có nhà vệ sinh khép kín bên trong nhá. Chia thành ba không gian rất là rộng rãi này. Giường ngủ này,
rồi là táp đầu giường này, bàn làm việc này. Còn đây thì sẽ là cái không gian để thay đồ, có một tủ quần áo phía bên trong. Còn đây sẽ là cái khu vực nhà vệ sinh nha, nhà vệ sinh riêng biệt đấy ạ. Phía bên này cũng thế, rất nhiều những góc nhìn khác nhau nha. Còn đây là không gian trên tầng 3 của chúng ta. Tầng 3 thì từ cầu thang bước lên này, đây thì sẽ là khu vực phòng thờ đấy, kết hợp cùng phòng sinh hoạt chung. Bên này thì chúng ta sẽ là cái khu vực giặt phơi. Đây là nhà vệ sinh chung cho cả tầng 3. Còn ở đây thì chúng ta sẽ có khoảng tầm là một phòng ngủ thường này và một phòng ngủ của nhà vệ sinh kín phía bên trong. Còn đây là khu vực tầng tung. Còn đây thì sẽ là hình ảnh mà hôm các kiến trúc sư chúng tôi về trực tiếp gia đình của nhà khách hàng để tư vấn khảo sát ký kết hợp đồng thiết kế cùng với gia chủ nha quý vị. Đây là phần đường giao thông ở phía trước này. Quý vị thân mến, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bản hồ sơ thiết kế kỹ thuật thi công của công trình. Chủ đầu tư là anh Bành Xuân Hoài, địa điểm tại Lê Lợi, thành phố Vinh, Nghệ An. Đây thì sẽ là mặt bằng hiện trạng của công trình này, vị trí xây dựng này, rồi mặt bằng định vị công trình của chúng ta. Khu vực tầng 1 thì sẽ là phòng khu vực kinh doanh, có diện tích là 60m². Đây có rất là nhiều bộ bàn ghế này, khu vực bếp này 10m² này, sân ướt này, tủ đồ này, với khu vực nhà vệ sinh này. Và cái thông số kỹ thuật của công trình này sẽ có chiều ngang mặt trước là 6m, còn chiều sâu là 18,3m. Vậy chúng ta sẽ có tổng diện tích cho 3 sàn, 3 tầng 1 tung là khoảng tầm hơn 300m² nha quý vị. Với tất cả tầng 1 rất là rộng rãi thế này thì có thể thoải mái gia chủ của chúng ta có thể kinh doanh. Và đây thì chúng ta có sẽ tận hai khu vực nhà vệ sinh nha. Một nhà vệ sinh tận dụng ngay dưới khu vực cổng cầu thang này, và một nhà vệ sinh ngay phía sau có một cửa phụ để đi vào. Tầng 2 của chúng ta thì sẽ có một phòng khách này, khu vực giếng trời này và hai phòng ngủ. Mỗi phòng ngủ của chúng ta thì đều có những khu vực khác nhau như khu vực để nghỉ ngơi này, khu vực thay đồ này và nhà vệ sinh. Tầng 3 thì sẽ là không gian phòng thờ, phòng sinh hoạt chung, khu vực giặt phơi, nhà vệ sinh chung, một phòng ngủ không khép kín và một phòng ngủ khép kín của nhà vệ sinh riêng biệt phía bên trong. Đây thì sẽ là phần mặt đứng của công trình, cho chúng ta thấy được cái chiều cao của công trình này. Tính từ cốt 00 lên đến đỉnh mái là 12,2m. Trong đó chiều cao của cái bậc, đây, bậc này là bậc tam cấp đi lên nhé, bao gồm 3 bậc làm cho công trình trở nên cao ráo hơn và bề thế hơn. Và chiều cao thông thủy của tầng 1 là 3,6m, tầng 2 là 3,3m, là tầng 3 cũng là 3,3m, và cái khu vực tầng tung với bên trên là 2m. Nhìn phần mặt cắt của công trình cho chúng ta thấy toàn bộ không gian bên trong của một ngôi nhà mà nó cắt qua, bao gồm là chiều cao của cửa chính, cửa phụ, cửa sổ, độ dài của tường dầm sàn, rồi phần nào nên nâng cốt, phần nào nên hạ cốt để bảo cùng công trình vững chắc và bền bỉ với thời gian. Đây là những chi tiết có trong bộ hồ sơ, chi tiết nhà vệ sinh này, rất nhiều nhà vệ sinh nha, rồi chi tiết cầu thang này, rồi lan can, tay vị này, con tiện inox này, rồi mặt bằng nội thất này. Chúng ta sẽ có mặt bằng định vị cho phần cửa của chúng ta. Cửa chính này thì sẽ là sử dụng cửa nhôm hệ, kính dày 8.38, số kích thước là 2m3 x 2m7. Còn toàn bộ phần cửa sổ, cửa phụ được sử dụng bằng chất liệu là kính cường lực thông thường nha. Đây là cột trụ của chúng ta, có mặt đứng này và mặt cắt này, từng những cái chi tiết phào chỉ trên các hệ cột này được các kiến trúc sư của chúng tôi thể hiện rất là tỉ mỉ để sau này khách hàng có thể dễ dàng trong quá trình thi công. Đây là phần mặt bằng lát sàn cho chúng ta thấy toàn bộ không gian bên trong của ngôi nhà này, khu vực nào nên sử dụng những loại gạch nào, khu vực nào cần phải cắt gạch để tránh hiện trạng thợ cắt gạch quá nhiều, cắt tràn lan gây tốn kém cho chủ đầu tư. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang với lại hạng mục hồ sơ kết cấu công trình này. Công trình sử dụng là móng băng bê tông cốt thép, phần thân là hệ khung dầm bê tông cốt thép, kết cấu sàn gồm các ổ bàn sàn bê tông cốt thép toàn khối. Bên trong này chúng ta thể hiện đầy đủ những chi tiết cốt thép này, chỉ dẫn chung lối cốt thép cho dầm sàn, mặt bằng móng, mặt bằng định vị của cột, mặt bằng dàn chân tường, mặt bằng kết cấu nền, mặt cắt qua vị trí tường móng này, mặt cắt qua cột, bảng thống kê cốt thép cho từng phần nhằm định lượng số lượng cốt thép cần sử dụng cho toàn bộ công trình, tránh phát sinh hay dư thừa số lượng cốt thép gây tốn kém cho chủ đầu tư. Về hạng mục và hồ sơ điện nước, đây là một phần rất quan trọng không thể thiếu trong bộ hồ sơ thiết kế nhà. Vì trong này chúng ta thể hiện rất là đầy đủ từ mặt bằng chiếu sáng thông gió, mặt bằng bố trí ổ cắm internet, mặt bằng điều hòa bình nóng lạnh, mặt bằng điều hòa tầng tung, mặt bằng camera tầng 1, tầng 2, mặt bằng chống sét tiếp địa, sơ đồ nguyên lý cấp điện này, hay là bảng thống kê vật tư thiết bị điện. Về phần nước của chúng ta thì mặt bằng cấp nước này, mặt bằng thoát nước này, sơ đồ nguyên lý cấp thoát nước, cũng như là bảng thống kê vật tư thiết bị nước.
Và cuối cùng thì sẽ là cái phần dự toán cho công trình của gia đình anh Hoài. Ở trong phần này quý vị có thể nhìn thấy đầy đủ này, từng chi tiết như công trình sử dụng loại bê tông loại gì này, sắt thép loại gì, gạch ngói loại gì, tất cả đều chúng tôi thể rất là công khai và minh bạch rồi. Từng những đơn vị, khối lượng, đơn giá thành tiền thì quý vị có thể là nắm được toàn bộ cái kinh phí mà mình cần đầu tư, theo dõi được tiến độ thi công cụ thể, phân tích được chủng loại, giá hạng mục để tránh phát sinh chi phí. Quý vị thân mến, vậy vừa rồi chúng tôi đã vừa giới thiệu với quý vị công trình của gia đình anh Hoài có địa chỉ tại thành phố Vinh, Nghệ An. Vậy quý vị còn ai yêu thích mẫu thiết kế nhà này không thì có thể để lại bình luận ngay phía bên dưới. Và nếu như quý vị nào đang có nhu cầu thiết kế hoặc thi công trọn gói, vui lòng gọi điện đến số hotline của Mark cùng chúng tôi để nhận được tư vấn sớm nhất. Còn bây giờ xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị trong những số tiếp theo.